Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio Holic Sách Nói. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện phu quân ngây thơ đệ nhất thiên hạ của tác giả Duyệt Vi. Chuyện thuộc thể loại trọng sinh, gia đấu, nam chính ngốc nghếch ngây thơ. Kênh chúng mình vẫn còn nhiều thiếu sót, rất mong các bạn hoan hỉ bỏ qua và chúng mình trân trọng cảm ơn nếu nhận được bình luận góp ý của các bạn để phát triển kênh. Không làm mất thời gian mọi người nữa, hãy cùng nhau khám phá câu chuyện thú vị này nhé. Chương 16: Cha mẹ chồng. Dựa vào trực giác, Yến Hồng Đoan chắc công gia hỏi han như thế là vì không tin lời một phía của Noãn Nguyệt, muốn nghe nàng giải thích. Nhưng quả thật vì nàng sơ sót mà làm tâm tình Đông Phương manh mất khống chế, cho dù công gia phu nhân phạt nàng, nàng cũng không có gì để biện bạch. Là sai lầm của con dâu khiến tướng công ủy khuất, cũng khiến cha mẹ lo lắng thêm, con xin lỗi. Kỳ thật chuyện sáng sớm nay Yến Hồng cũng không biết nên giải thích thế nào, không thể nói vì nhất thời suy nghĩ chui vào ngõ cụt nên mới quăng con trai họ sang một bên làm tâm tình hắn mất kiểm soát chứ. Vì thế nàng cũng không biện bạch cho mình, cục diện nhất thời lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Thiếu gia nào chỉ ủy khuất thôi. Nô tỳ nhìn thấy đâu chỉ có thế. Nô tỳ vào cửa chỉ thấy nền nhà toàn là nước, chậu rửa mặt cũng rớt xuống đất, quần áo thiếu gia ướt hết, sợ hãi co rụt trên giường. Cứ như bị người ta ngược đãi vậy. Lúc ấy nô tỳ nhìn mà đau lòng muốn chết, thiếu gia đã bao giờ bị ai xử tệ như thế chứ? Noãn Nguyệt Triệt để phá vỡ trầm mặc, ai cũng nghe ra được lời lẽ của nàng ta đầy bất mãn với Yến Hồng. Y Nhân nghe xong hung hăng gườm Noãn Nguyệt, biết ngay nhà đầu này trả tử tế gì, lúc nãy không chọc tức chết à đúng là thất sách mà. Lông Mi Yến Hồng khẽ rung xong vẫn cúi đầu không nói một lời nhìn có vẻ rất đáng thương, hối hận vô cùng. Đông Phương Manh đã học được cách tự mình rửa mặt nhưng hắn vẫn rất thích để nàng rửa cho hắn. Mỗi sáng đều ngoan ngoãn kéo nàng tới ngồi bên bàn rửa mặt, ngửa mặt lên chờ nàng rửa cho hắn xong. Hắn liền đứng dậy ấn nàng ngồi xuống, học bộ dạng nàng rửa cho nàng. Đó là hoạt động hắn rất thích. Sáng sớm nay nàng bỏ trốn mất dạng, hắn không thấy nàng, tất cả trình tự đều loạn hết lên, Thành thử tâm trạng mới mất kiểm soát, đều là lỗi của nàng. Trong lòng sám hối, Đông Phương Manh ngồi bên lại cứ nghịch đầu ngón tay Yến Hồng, phá hủy nghiêm trọng khí chất thỏ non đáng yêu của Yến Hồng. Công gia nghe xong không đổi sắc mặt, thản nhiên nói: Do bản thân Manh nhi, trước đó chúng ta không hề nghĩ tới chuyện cưới vợ cho nó. Một mặt là sợ làm lỡ cô nương nhà người ta, một mặt cũng sợ Manh nhi bị ghét bỏ, bị xử tệ sau hoàng nhất đại sư chỉ điểm một phen ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi tuy nó có hai ca ca nhưng dẫu gì sau này cũng phải cưới vợ sinh con có gia đình riêng cần quan tâm sợ rằng vài phương diện nào đó không để tâm đến manh nhi được vì thế nguyên nhân chúng ta cưới vợ cho manh nhi chỉ vì chờ sau khi chúng ta đi rồi có người có thể chăm sóc manh nhi chờ manh nhi già đi bên người cũng có người làm bạn như thế chúng ta thấy mãn nguyện rồi lão phu và phu nhân tuyển chọn rất nhiều nhà, đều là những cô nương tính tình dung mạo đều tốt. Tài năng dung mạo của Hồng Nhi đều đứng đầu trong số người được chọn, lão phu nói vậy có lẽ trong lòng con sẽ không vui. Chúng ta là cha mẹ manh nhi, có lẽ hơi ích kỷ nhưng thiên hạ có mấy bậc làm cha mẹ không tính toán cho con mình đâu. Cho dù manh nhi không toàn vẹn như thế nhưng chúng ta vẫn muốn chọn cho nó một bạn đời tốt nhất. Có điều, Hoàng Nhất Đại Sư đã nói, tốt nhất chưa chắc đã thích hợp nhất. Mà biểu hiện của con từ sau ngày vào phủ khiến chúng ta lấy làm may mắn vô cùng, quả thật chúng ta không chọn nhầm con dâu." Lão phu nhân thở dài tiếp lời công gia, "Hồng Nhi à, mẹ cũng biết, với tình hình manh nhi, cưới con là ủy khuất cho con rồi. Thế nên mẹ cũng chưa từng lấy thân phận mẹ chồng đòi hỏi con điều gì, con thông minh ngoan ngoãn, chăm sóc manh nhi tỉ mỉ tận tâm, mẹ nhìn thấy tận mắt ghi nhớ trong lòng." nói thực lòng nhìn manh nhi mỗi ngày một khá lên ra dáng người bình thường hơn mẹ cảm kích con tận đáy lòng mẹ cũng tin con sẽ luôn tận tâm tận lực chăm sóc tốt cho manh nhi thế nên chuyện sáng nay cha mẹ tin chỉ là ngoài ý muốn được rồi công ra chuyện qua rồi thì cho nó qua đi giờ nhìn manh nhi cũng không có chuyện gì to tát lắm chỉ cần vợ chồng chúng yêu thương nhau chúng ta cũng yên tâm rồi nói một chập làm Yến Hồng càng trột dạ, ấy náy. Thật ra có phạt nàng cũng là chuyện nên làm, nói nhẹ nhàng bâng quơ mấy câu là cho qua thế này, ngược lại càng khiến nàng thấy có lỗi với quốc công phủ. Nàng nghiêm trang, cung kính thưa, con dâu cẩn tuân cha mẹ dạy bảo. Noãn Nguyệt thấy lão phu nhân cứ thế bỏ qua cho Yến Hồng, môi co giật nửa ngày, cuối cùng hừ một tiếng như mũi kêu. Trong mắt nàng ta, phải lập tức phạt quỳ này nọ, đằng này mắng cũng không mắng mấy câu. Thiếu gia ủy khuất oan uổng rồi. Công gia gật đầu không ư hử gì cả, phẩy tay cho đám nha đầu lui ra hết. Chờ trong đại sảnh chỉ còn lại một nhà bốn người, ông liền nhìn Yến Hồng chăm chăm, hỏi một câu như xét đánh ngang tai, Hồng Nhi có bằng lòng viên phòng với Manh Nhi không? Yến Hồng chẳng thể nào ngờ câu tiếp theo lại là câu này, nhất thời đực mặt ra thần chí bị câu nói trên trời rớt xuống của công gia đá bay đến ngoài hành tinh, du ngoạn mấy vòng mới quay trở về. Yến Hồng chớp chớp mắt, liếm môi, căn bản không biết trả lời ra sao, mặt không khỏi đỏ lựng lên. Ý nghĩ đầu tiên là, viên phòng. Trời à, đông phương manh hắn biết à. Tiếp đó đầu óc không tự chủ được nhớ lại vòng ngực trắng mịn, tấm lưng đẹp như ngọc, cảm giác mặt càng lúc càng nóng, tim cũng đập càng nhanh. Ngay cả bàn tay đang nắm tay Đông Phương Manh lúc này cũng thấy nóng ran, muốn rụt tay về nhưng nhìn vẻ mặt không vui của hắn liền để yên chỗ cũ, lòng cũng từ từ lặng xuống. Người luôn có thói quen tự lừa dối mình. Cha mẹ chồng có quyền thế đến mấy chẳng qua cũng chỉ là một đôi cha mẹ yêu thương con, mà nàng chẳng qua là một nữ tử bình thường. Thậm chí nàng còn không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, năm đó luận văn thạc sĩ còn chưa bảo vệ được chưa lấy được học vị đã biến thành một thành viên của thế giới này. Có điều, dù nàng thành công trở thành một bác sĩ tâm lý hợp cách, nàng cũng không cho rằng tình huống hiện tại thích hợp, hụ, viên phòng. Bây giờ Đông Phương Manh còn chưa hiểu tình cảm, không biết yêu, thậm chí không có sinh hoạt thưởng thức căn bản nhất. Hắn có, chỉ là có sự ỉ lại vào nàng, giống như chim non ỉ lại chim mẹ, gấu con quyến luyến gấu mẹ mà thôi, ví dụ kiểu gì đâu hắn còn lâu mới đảm đương được trách nhiệm của trượng phu. Cho dù nàng cũng lưu luyến hắn, nhưng nàng còn chưa chuẩn bị giao mình cho hắn, mà hắn, cái gì cũng không hiểu. Năng lực của nàng có hạn, có một số việc, nàng bất lực. Chẳng lẽ bảo nàng chủ động cưỡng ép hắn? Đừng nói là nàng làm không được, chỉ riêng tình huống bây giờ của Đông Phương Manh, tâm tình hắn tuyệt đối không cách nào gánh vác được. Nhưng đối mặt với cha mẹ chồng yêu con tha thiết, nàng không nói ra miệng được. Bởi vì nàng hiểu rất rõ, sở dĩ họ muốn nàng viên phòng với Đông Phương Manh, chỉ vì chuyện hôm nay khiến họ chớm mất niềm tin vào nàng, sợ nàng không thể tử tế với con họ, không thể bầu bạn với hắn đến già. Dựa theo ý nghĩ của họ, một khi nàng và Đông Phương Manh trở thành vợ chồng chân chính, nàng sẽ khăng khăng một lòng. Ôi, đây là kẽ hở thời đại, nàng không cách nào lấp đầy dường như nhìn thấu băn khoăn của nàng công gia và phu nhân liếc nhau đáy lòng đều có chút thất vọng cứ tưởng rằng nàng đối với manh nhi bất đồng lại không ngờ yến hồng ngẩng lên liền biết họ hiểu lầm trong lòng có hơi sầu khổ lần đầu tiên hận mình không có tài ăn nói nàng thích đông phương manh có lẽ từ từ sẽ càng lúc càng thích đến ngày nào đó cảm giác thích này sẽ biến thành yêu nhưng hắn thì sao có lẽ hắn sẽ thích nàng thích nàng bầu bạn nhưng hắn sẽ yêu nàng sao nút thắt tình cảm này có ai hiểu được cha mẹ không phải hồng nhi không muốn chỉ là hiện giờ tướng công chàng hồng nhi sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình chàng không có lợi cho bệnh của chàng yến hồng ngắc ngứ giải thích ôi bảo nàng giải thích chứng cô độc tự bế bệnh tâm lý với mấy người xưa này thế nào đây đau cả đầu vợ chồng công gia nghe nàng lắp ba lắp bắp đột nhiên hiểu được ý tứ chưa hết của nàng lòng cũng được an ủi công gia xô tay nói cha hiểu ý con cha mẹ cũng không bắt hai đứa viên phòng ngay chỉ nghĩ là trung quy con và manh nhi cũng là vợ chồng vợ chồng khụ kiểu gì cũng phải viên phòng đương nhiên tình hình manh nhi bây giờ chúng ta cũng hiểu thế nên còn cần hồng nhi con chú tâm chăm sóc cố gắng thêm nữa để nó khụ sớm ngày hiểu chuyện nói xong mặt công gia đỏ lên xấu hổ lườm phu nhân một cái ý nói chuyện xấu hổ như vậy sao lại bảo người làm cha chồng như ông đi nói với con dâu hả lão phu nhân nhẹ nhàng nguyết trả chẳng lẽ người làm mẹ chồng như bà có thể bất kể mặt mũi yến hồng không thấy hai ông bà mắt đi mày lại lòng nàng còn đang loạn lên vừa muốn mếu vừa bất lực đông phương manh đứng lên kéo tay Yến Hồng muốn lôi nàng dậy. Yến Hồng không chú tâm, cả người đổ nhào tới, suýt thì ngã. Đông Phương manh hoàng hồn, ánh mắt lộ vẻ kinh sợ, luống cuống đứng ngây ra, giống như sắp khóc tới nơi. May mà Yến Hồng phản ứng lại đứng vững người, vội vàng quay lại ôm hắn dịu dàng vỗ về, hắn nhìn nàng nửa ngày, ánh mắt dần bình tĩnh lại, khom người xuống kề má mình lên má nàng, nhẹ nhàng cọ cọ vài cái da mặt yến hồng có dày tới mấy đi nữa thân thiết riêng tư là một chuyện thân mật trước mặt cha mẹ chồng lại là chuyện khác mây đỏ lập tức dâng lên trên mặt đồng phương manh nhìn thấy thú vị cứ nhìn chằm chằm không chịu rời mắt nhất thời quên bánh mình định kéo nàng đứng dậy làm gì hai ông bà già thấy hai người thân mật như thế dẫu trong lòng còn có chỗ bất an thì giờ phút này cũng buông xuống lão phu nhân cười nói chắc là manh nhi đói rồi kêu bọn nha đầu bầy đồ ăn lên đi sảnh bên ăn cơm thôi lúc này yến hồng mới nhớ ra đã đến giờ cơm thường ngày rồi từ sáng đến giờ nàng và đông phương manh chưa ăn gì cả giờ nghe lão phu nhân nhắc nhở mới cảm thấy đói quá chừng đông phương manh rất nhạy bén với giờ giấc quá giờ mà ăn thêm này nọ hắn sẽ không vui ăn cơm cũng không chịu phối hợp êm đẹp vì thế vội vàng kéo hắn theo cha mẹ đi ăn cơm lúc ăn Yến Hồng thấy có món thịt thỏ đông phương manh thích ăn bèn gắp vài đũa vào bát hắn. Không rẻ hắn cũng bắt trước gắp cho nàng một đũa đáp lễ, rất có bài bản. Vợ chồng công gia thấy thế, cũng muốn được hưởng đãi ngộ như nàng. Thế là người trước người sau đều gắp cho hắn một đũa thức ăn hắn thích, được đến hồi báo tương tự, vui vẻ cười không khép miệng lại được. Một chút không vui còn sót lại trước đó, rốt cuộc bay sạch sẽ. Chương 17, dạo chơi ngoại thành. Lại điều dưỡng một bận, Đông Phương Manh mới tạm khôi phục lại bộ dạng trước đó, thoáng hoạt bát hơn một chút. Chỉ là bám Yến Hồng càng chặt hơn, thậm chí tắm dừa cũng chủ động kéo Yến Hồng đi chung, hại Yến Hồng dầu một trận. Đi, lại sợ mình bị sắc dục hun đầu lần nữa, máu mũi không đủ phun. Không đi, cứ nghĩ đến vòng ngực trắng nõn nà. Khụ, nàng ỡm ở đi theo, còn không quên mang theo cái chậu giữa mặt. Biết công dụng của chậu rửa mặt là gì không? Chứa máu mũi đó. Kết quả nhịn tới mức mũi suýt nổ luôn. Nàng thật sự sợ có một ngày không kềm chế được sẽ đè Đông Phương manh ra. Xoay chuyển ý nghĩ đến đây, lại nhớ tới nhiệm vụ gian khổ cha mẹ chồng giao phó liền cảm thấy đầu to như cái đấu. Nàng thì không sao, tốt xấu gì cũng tới từ cái thời đại kia, chưa ăn thịt heo chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy à? nhưng đối với tiểu ngốc đông phương manh mà nói heo chạy cũng là cái nghề đơn giản cần kỹ thuật đấy thôi thôi thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng dỗ tiểu ngốc lên giường ngủ chưa xong yến hồng cảm thấy buồn chán tối qua ngủ sớm nguyên ngày nay nàng không sao thèm ngủ được nữa giấc mộng ban đầu là muốn sống cuộc đời sâu gạo hiện tại cơ bản đã thành sự thật rồi nhưng chân chính trải qua cuộc sống gạo mấy ngày nay mới phát hiện làm con sâu cũng chẳng dễ dàng gì. Người mà, luôn có chỗ gửi gắm tinh thần đúng không? Đời sống giải trí của niên đại này lại đơn điệu vô cùng, nàng không làm được như tiểu ngốc cả ngày hết ăn lại ngủ, thỉnh thoảng đi vào cõi thần tiên một vòng, sinh hoạt một ngày liền tuyên bố kết thúc. Ai, vệt đen vệt đen, tuổi xuân như nước chảy róc rách, một đi không quay đầu. Tiểu thư Tiểu thư. Đang sầu não thì thấy y nhân như hưng phấn như gà trọi sông vào. Yến Hồng còn đang mơ mơ màng màng nhớ lại trước khi mình chưa gà tới đây. Mấy năm trước sống ở nông thôn cùng ông bà ngoại. Lúc đó từng chơi một trò chơi gọi là pháo nổ nhảy hai thước. Trên mông châm lửa, chạy trốn còn nhanh hơn hòa tiễn. Vì thế mơ hồ cảm thấy có lẽ y nhân có tiềm chất kiểu này. Xuyệt, đưa ngón tay lên môi làm hiệu xuyệt ra hiệu cho y nhân nhỏ tiếng một chút, đừng làm tiểu ngốc thức giấc. Quay đầu nhìn, ngủ y trang heo con, thế là phải tay với y nhân chỉ ra bên ngoài, hai người lén la lén lút chuồn ra. Sao hả? Thấy dáng vẻ hưng phấn của y nhân, chẳng lẽ là có chuyện bắt quái kinh thiên động địa gì nữa? Lại nói năm đóa kim hoa từ sau khi thoát ly khỏi yến phủ, công lực bà tám càng ngày càng tăng. Hề hề, hề hề y nhân chưa nói mà đã đắc ý không thôi không nói ta đi à yến hồng biết thừa đức hạnh nha đầu nhà mình lườm nàng làm bộ bỏ đi y nhân vội vàng kéo nàng lại cười trên tai họa của người khác tiểu thư không biết hà noãn nguyệt bị lão phu nhân phạt đến phòng giặt rũ rồi nói là phải ở đó hai tháng tròn học quy củ cho tử tế nói rồi cười không thấy tổ quốc đâu nữa noãn nguyệt kia ỉ là đại nha đầu hạng nhất lại được lão phu nhân khá thích, thường ngày luôn làm ra vẻ chủ tử vinh váo hống hách, hại bọn họ chịu tức không ít lần. Mấy ngày trước vì cô gia phát bệnh còn ngáng chân tiểu thư, may mà lão phu nhân xử sự công bằng, lần này bị giáng xuống làm nha đầu thô sử, xem à còn vinh nữa không. Tuy nói Yến Hồng cũng không ưa gì nha đầu nãn nguyệt này, nhưng có thể thấy được nàng ta thật sự quan tâm đông phương manh, mấy lần gây hấn với mình cũng vì lo đông phương manh chịu ủy khuất cũng chẳng phải hạng đại gian đại ác gì. Có điều thôi đi, cũng nên học quy củ rồi, mắc công suốt ngày liếc dao mắt với nàng. Tuy nàng tự nhận mình đồng gia sắt cũng không chịu nổi đòn này mãi đâu. Muội cũng đừng đắc ý. Quốc công phủ không giống cái viện nhỏ suốt ngày không thấy mặt trời của chúng ta đâu. Nhà cao cửa rộng quy củ nhiều, lúc bà tám cũng chú ý vào, đừng để người ta túng được chỗ sai, đến chừng đó chưa chắc ta đã bảo vệ được muội đâu. Yến Hồng thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của y nhân, không nhịn được muốn dội cho một gáo nước lạnh. Tuy là giảng quy củ nhưng bản thân nàng nói thật tình không có sức thuyết phục. Thế nên nói gả cho tiểu ngốc như Đông Phương Manh cũng không có gì không tốt, chỉ ít cha mẹ chồng sẽ không quá hà khắc. Trái lại Yến Hồng không chú ý chút nào, gần đây bản thân luôn vô tình hay cố ý tìm cớ cho việc mình gả cho Đông Phương Manh y nhân ấm ức bĩu môi tiểu thư không phải người ta bất bình vì người sao cái cô noãn nguyệt đó vốn chẳng phải người dễ ở chung gì được rồi nàng ta là hạng người gì có liên quan gì đến chúng ta muội đó lo mà nghĩ cái gì vui vẻ đi tiểu thư nhà muội rảnh đến mức xương cũng nhũn ra rồi yến hồng cười dí ngón tay vào trán tiểu nha đầu năm đoá kim hoa thì hết bốn cùng lớn lên với nàng đều được mẹ nàng thương như con. Tập nhân tới sau tính tình cũng ngây thơ hồn nhiên, trong lòng nàng, bọn họ không khác gì tỉ muội nàng là mấy, ngược lại mấy cái người cùng chung dòng máu với nàng kia, nàng không có hứng thú. Tiểu thư, bây giờ là mùa thu rồi, cây ăn quả chính rất nhiều, không bằng chúng ta đi thôn trang chơi vài ngày đi. Chả biết gia nhân chui từ chỗ nào ra, háo hức đề nghị. Yến Hồng quên bánh mình còn có thôn trang hồi môn kia. Nói đến thôn trang này, không phải vợ chồng Yến lão gia rộng rãi gì mà đây là của hồi môn của mẹ Yến Hồng. Lúc mẹ nàng hấp hối sợ tương lai Yến Hồng bị đối xử tệ, không có gia sản gửi phận, liền giao tài sản này cho gia nhân Tháo Vát cất giữ, để khi Yến Hồng gặp rắc rối hoặc lúc xuất giá thì giúp thêm cho nàng. Nhất thời nàng quên bánh mất. Có điều, vợ chồng công gia có đồng ý không? Yến Hồng không khỏi cau mày. Từ sau khi Đông Phương tề hồi cung, vợ chồng công gia không sao yên tâm để nàng và Đông Phương manh ra cửa, nhưng cứ du rú mãi trong nhà, phong cảnh đẹp mấy nhìn cũng ngán. Thế là quyết định đi thăm dò ý kiến cha mẹ chồng. Sáng sớm hôm sau đi vấn an, nàng cố tình ở lại, thử nói vài câu với lão phu nhân. Mấy ngày nay hình như tướng công hơi gò bó, cả ngày gặp ai cũng không có tinh thần con dâu cũng không biết chỗ nào đi để chàng thoải mái tinh thần một chút giờ quân bài đông phương manh ra chắc là dễ dàng hơn tuy rằng mỗi ngày đều thấy đông phương manh ngồi đó trầm tư mặc tưởng căn bản không nhận ra hắn có cần đi giải sầu không chính bản thân yến hồng cũng cảm thấy cái cớ này đúng là không vững chắc trong bụng hết sức âu sầu không ngờ lão phu nhân nghe xong mắt lại sáng lên cười híp mắt nói với nàng hồng nhi nhắc là mẹ mới nhớ Trước kia Tề Nhi có mua một miếng đất xây thôn trang ở Ngũ Phong, nói làm chỗ đi điều dưỡng giải sầu. Vừa khéo đợt này mẹ và công gia ở trong phủ cũng mệt mỏi, không bằng cả nhà chúng ta cùng về đó ở 10 ngày nửa tháng, cũng để manh nhi ngắm phong cảnh non xanh nước biếc, biết đâu có lợi cho bệnh của nó. Yến Hồng nghĩ, kiểu gì cũng là đi ra hóng gió, đi cái thôn trang đó cũng không sao. Huống chi nàng nghe người ta nói hoài, Ngũ Phong là nơi non nước xinh đẹp liền ngoan ngoãn đồng ý. Lão phu nhân lập tức hùng hục đi sai người bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Đợi đến hôm xuất phát, Yến Hồng lập tức choáng. Nàng có nghe nói Trấn quốc công phủ được thiên tử sủng ái bội phần, thậm chí còn cho phép công phủ nuôi ba ngàn tinh binh. Nhưng lần này chẳng qua là về nông thôn dạo chơi thôi mà, làm chi mà phải dắt cả đám bộ đội đi theo thế này. Tuy nói phòng trừng chỉ có trăm người nhưng vừa thấy huấn luyện bài bản sát khí đủ cả, Yến Hồng biết ngay không phải đèn hết dầu. Cận thần hoàng đế mà phô trương bậc này thật sự không thấm vào đâu. Chỉ là Yến Hồng vẫn cảm thấy quá huynh hoang. Đợi lên xe ngựa rồi, Đông Phương manh nãy giờ vẫn sợ hãi rốt cuộc thả lỏng một chút, Yến Hồng phát hiện ngay ánh mắt hắn không quá thân thiện. Trực giác mách bảo Yến Hồng hắn không được vui, ngẫm kỹ lại, Hồi nãy vừa ra cửa nhìn thấy một hàng dài các anh lính, chỉ lo nhìn tới ngay người, phòng chừng vì đám người kia mà bỏ lơ hắn. Nào ngờ bây giờ thằng nhãi này càng lúc càng dễ cáu, chuyện tốt. Manh manh sao thế? Manh manh không thích ra ngoài chơi với Hồng Hồng ư? Yến Hồng chụp móng vuốt lên vai hắn, cười tít mắt cụm chán nàng vào chán hắn. Gần đây Đông Phương Manh cực kỳ thích kiểu cách thân mật thế này, chỉ cần Yến Hồng làm thế, hắn sẽ rất cao hứng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, môi hắn lại mím lại, da mặt trắng nõn xuất hiện hai cái lúm đồng điếu nho nhỏ, rất là dễ thương. Thói háo sắc nổi lên, trong xe cũng chỉ có hai người, bọn nha đầu còn đang kiểm kê đồ đạc, Yến Hồng tức tốc sán lại hôn chụt lên má hắn. Hôn xong còn ta thán quả nhiên mình không uổng phí bản tính háo sắc. Đông Phương manh nghiêng đầu, mắt chớp chớp trong veo như thỏ trắng con, hiển nhiên không biết nàng vừa mới làm gì. Thấy mặt nàng dần ửng đỏ dưới cái nhìn chăm chú của hắn, đột nhiên hắn tuét miệng cười, lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai, cắn một cái lên mặt nàng. Sở dĩ gọi là cắn, là bởi vì nàng cảm giác rõ mồn một răng hắn tiếp xúc với má nàng. Chẳng lẽ hắn cho rằng mặt nàng là món điểm tâm mà? Có điều thật không ngờ cũng có lúc hắn nhanh nhạy thế này, quả nhiên trước mặt chữ sắc, người người bình đẳng nên chúc mừng bản thân cuối cùng cũng dạy hư chú dê con trong sạch không đây. Yến Hồng hoàn hồn lại, nhìn thấy vẻ mặt dương dương đắc ý của hắn biết ngay mình nghĩ lầm rồi. Thằng nhãi này, chắc chắn cho rằng vừa rồi nàng cùng hắn chơi trò chơi mới đây, bằng không làm gì có vẻ mặt vừa thắng một hiệp đó chứ. Thấy Đông Phương manh chìa má ra, bộ dạng hưng phấn đòi hai người so tài một trận nữa, rốt cuộc Yến Hồng cảm giác được tự làm tự chịu, che mặt kêu trời. Quả nhiên làm sắc nữ không được rồi, sẽ bị báo ứng thôi. Đông Phương manh thấy nàng phớt lờ hắn, cứ vùi mặt vào lòng bàn tay, sốt ruột gỡ tay nàng ra, gỡ ra xong lại túm mái đầu đang cúi gằm xuống của nàng lên. Hắn không biết khống chế lực đạo, túm làm Yến Hồng đau nhe răng nhếch miệng, mặt đỏ sậm. Hắn lại cảm thấy trò này chơi rất vui, quên mất cuộc thi, cắn nhau, trước đó càng kéo càng mạnh, nụ cười trên mặt cũng càng lúc càng rực rỡ cười tươi như hoa. Tuy Yến Hồng hơi khó chịu nhưng thấy hắn hào hứng như thế, sợ ngừng lại hắn lại muốn tiếp tục trò vừa rồi, đành oán giận làm con gà đồ chơi, không ngừng mổ thóc mổ thóc mổ thóc. Đang choáng váng đầu óc, rèm xe ngựa bị người vén lên, một cái đầu đen thui thò vào, do dự le lưỡi hỏi, tiểu, tiểu thư, cô ra. Thích chơi trò nhổ củ cải hả? chương 18, Mãn Nguyện xe ngựa đi gần hai canh giờ mới nghe phu xe, họ, một tiếng thật dài, y nhân hấp tấp vén rèm xe lên thỏ đầu ra nhìn. Yến hồng vướng đông phương manh đang chiếm đùi nàng làm gối đầu ngủ say xưa, không dám dục dịch, chỉ liếc mắt nhìn ra ngoài, cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lập tức nhào ra, chạy một vòng ở nơi đất trời rộng mênh mông này cho sướng. Xe dừng ở một sườn núi bằng phẳng, đưa mắt nhìn xuyên qua rèm xe, chỉ thấy một biển cỏ, gió nhẹ thổi qua màu xanh cuộn sóng dù yến hồng ngồi trong xe cũng có thể ngửi thấy mùi cỏ theo gió bay đến thật muốn lăn vài vòng trên cỏ nghĩ nghĩ nếu cùng tiểu ngốc ôm nhau lăn trên đó oa wow. chỉ lăn lộn mà thôi đừng nghĩ nhiều không nhịn được lay đông phương manh nhè nhẹ định gọi hắn dậy đi xuống xem phong cảnh lạ mắt một chút chưa kịp chờ đông phương manh tỉnh lại liền nghe tập nhân kêu một tiếng quái dị, Yến Hồng quay đầu nhìn, vui không thể tả. Nhà đầu kia tham nhìn phong cảnh, thò hơn nửa người ra ngoài cửa xe, xe ngựa đột ngột dừng lại, nàng ta theo quán tính rớt xuống đất trồng vó lên trời. May mà lớp cỏ rất dày, không đáng lo, trừ phương diện mặt mũi hơi bị tổn thương. Tình binh theo hầu bản lĩnh có giỏi đến mấy cũng không rẻ đột nhiên có người đi xuống kiểu này, nước xa không cứu được lửa gần, đành trơ mắt nhìn tập nhân ngã thành một đống. Trái lại chọc cười cho công gia phu nhân vừa xuống xe ngựa, bốn đóa kim hoa còn lại và yến hồng cũng chẳng nhớ tình tỉ muội, cười không thấy tổ quốc đâu hết. Khúc đệm nho nhỏ này thành công mang lại trò cười cho tất cả những người có mặt, trừ tập nhân mặt đỏ tới mang tay hận không thể kiếm được cái lỗ chui vào, cùng với đông phương manh bị tiếng cười đánh thức, đang dụi mắt hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Yến Hồng thấy Đông Phương Manh đã tỉnh, lúc này mới kéo hắn xuống xe. Xuống xe liền thấy tập nhân ai oán liều mạng khạc vụn cỏ không cẩn thận hít vào mũi ra, lại không nhịn được phì cười. Nhà đầu này thú vị quá xá. Đông Phương Manh không thể hiểu vì sao Hồng Hồng nhà hắn bỗng dưng vui đến thế, nghiêng đầu ngẩn ngơ nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng cũng không nghiên cứu ra kết quả gì, liền quay đầu qua hướng khác, tầm mắt dạo chơi khắp thế giới trời xanh trong vắt, dường như mới vừa giặt xong, không có tí vệt bẩn nào. Thỉnh thoảng một hai cụm mây nghịch ngợm lướt qua gợi lên hứng thú của đông phương manh, đầu ngửa lên cao thật cao, ngoẹo trái ngoẹo phải theo quỹ tích của đám mây, hầu kết xuất hiện nơi cổ cũng trượt lên trượt xuống theo chuyển động của hắn. Yến Hồng nhìn xong bỗng dưng rất muốn sờ một chút. Khụ, trước mặt bao nhiêu người thế này, nàng rụt rè một chút thì hơn. Đi trên thảm cỏ, cúi nhìn xuống dưới liền phát hiện cổng chính Sơn Trang cách đó không xa. Công gia phu nhân hào hứng, đề nghị đi bộ xuống, Yến Hồng không dị nghị gì. Tới gần phát hiện cánh cổng này rất thô sơ, chỉ dùng mấy cây gỗ muôn ghép lại, trên cổng đóng một tấm ván bằng gỗ xưa, để hai chữ, mộng khê, nét bút mạnh mẽ rắn giỏi, khí thế hùng hồn. Lão công gia vuốt dâu cười, ồ, thư pháp của tế nhi tiến bộ vượt bậc, khá lắm. Đây là chữ đông phương tề đích thân chắp bút. Có điều Yến Hồng cảm thấy mù mờ, không gọi mộng trang, cũng không phải mộng viên mà là mộng khê, nhưng nàng có thấy suối gì đâu. Có cánh cổng giản dị kia làm nền, đối với phong cách đơn giản của Sơn Trang, ngược lại Yến Hồng không thấy ngạc nhiên nữa. Vào cổng liền thấy lối đi chính bằng đá xanh bằng phẳng, hai bên lối đi là hai dãy phòng mái bằng tường trắng ngói cho. Như lời quản sự Sơn Trang ra đón tiếp giới thiệu, hai dãy phòng này đều là nơi ở của tá điền do đông phương tề ra lệnh tu bổ thành phong cách thống nhất ngược lại nhìn mỹ quan khá chỉnh khiến yến hồng thích nhất là hai bên đường trồng ngô đồng bây giờ cành lá đã sung xuê trang trí cả lối đi dài như một cái tròi hóng mát thiên nhiên đi chính giữa hết sức mát mẻ chân đạp trên lá rơi kêu xào xạc khiến yến hồng tìm lại được cảm giác đi trong sân trường đại học đời trước hiển nhiên đông phương manh rất hiếu kỳ với âm thanh này háo hức đạp tới đạp lui, thỉnh thoảng lại khom người nhặt mấy cái lá rơi thảy đến phía trước yến hồng, mím môi, đôi mắt sáng như sao nhìn nàng chăm chú, đợi nàng đạp lên đó phát ra âm thanh, sột soạt, hắn liền cười vui vẻ, trong khung cảnh như mơ này, hiện ra vẻ đẹp thấp thoáng. Đợi đi vào cánh cổng vò mới tính là đã vào phạm vi viện chính của Sơn Trang. Bước vào là một tứ hợp viện, bốn phía đều là hành lang, chính giữa có một hoa viên, không có các loại kỳ hoa dị thảo, ngược lại có một hàng thông lá đỏ đẹp mắt, cây thấp chiếm đa số, xen kẽ có thể thấy vài cây lựu dài. Những lối đi nhỏ đều tạo thành từ đá cuội, hình dạng như đóa hoa, vừa khéo nối liền với ba lối vào hành lang. Yến Hồng đang lấy làm lạ vì sao các lối ra vô hành lang phải làm kiểu cầu vòm nhỏ, đi lên mới phát hiện, bốn phía khu vườn này đều do các hào nước phân chia ra, hành lang này xây dựng trên dòng nước, nhóm nha đầu cúi đầu nhìn, nước xanh trong thấy đáy, cá đủ màu bơi lượn trong nước, cực kỳ thong dong. Yến Hồng không khỏi thầm bội phục ý tưởng xây dựng thông minh thế này, có cỏ cây phong phú, có nước chảy róc rách, đúng là biết hưởng thụ. Đi tới mấy bước, cảm thấy không đúng lắm, sao tiểu ngốc vẫn kè kè bên mình không thấy đâu nữa. Vội vàng quay đầu tìm, chỉ thấy hắn ngồi trồm hổm dưới chân cầu vòm, người không nhúc nhích, cổ vươn ra dài ngoãng, hai con mắt tròn xoe lặng im nhìn chằm chằm cá chép gấm đỏ trắng đen dưới nước. Cứ như hắn chừng như thế có thể chừng được một hai con vào tay hắn. Yến Hồng vừa tức vừa buồn cười, biết bệnh háo sắc của hắn lại phát tác. Nhìn thấy mấy con cá màu sắc rực rỡ này chắc chắn hận không thể thâu tóm hết vào tay mình. Quả nhiên thấy hắn thỏ tay muốn vớt, Yến Hồng vội vàng chạy tới kéo hắn lại. Hào nước này nhìn có vẻ cạn, nhưng dẫu sao hắn cũng không giành bơi lội, lỡ ngã vào đó sặc nước, chắc chắn hắn sẽ sợ hãi. Kết quả thiếu gia hắn không vui, vươn người dướn eo nhe nanh múa vuốt muốn bỏ tới bên hào nước, hai con mắt sống chết không chịu rời khỏi đám cá trong nước, nhất quyết không nhìn Yến Hồng. Yến Hồng đành ôm eo hắn túm lại, đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh khoan lại gần, bằng không thằng nhãi này càng bật ngược. Xưa giờ Yến Hồng không nghĩ sức lực mình có thể lớn đến thế, kềm hắn cách xa hào nước mấy bước, rốt cuộc hết sức, cả hai người ngã ngồi xuống cỏ, Yến Hồng mệt thở hồng hộc như trâu. Không kịp chờ hơi thở điều hòa lại, nàng bò tới trước mặt hắn, kéo gương mặt bực bội ngoảnh sang một bên của hắn lại, cụm vào chán hắn. Thiếu gia hắn đang bực đây, không để ý nàng. Cụm cụm, vẫn phớt lờ. Cuối cùng không còn cách nào, dưới con mắt đổ dồn của bao nhiêu người cắn hắn một cái, bây giờ hắn mới chịu ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy tràn đầy tủi thân manh manh gần nước nguy hiểm hồng hồng lo lắng nhìn mắt hắn chăm chú nói rõ ràng từng chữ một hắn vẫn không hiểu ánh mắt lại rời đi xứ khác manh manh nhìn hồng hồng này di chuyển đầu theo ánh mắt của hắn ép hắn phải nhìn vào mắt nàng nhắc lại manh manh gần nước nguy hiểm hồng hồng sợ dường như hắn nghe lọt một ít không chống lại ánh mắt nàng nữa nhìn nàng một hồi mới cũng chán vào chán nàng thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, lại chớp chớp mắt, cắn một cái lên má nàng. Yến Hồng cũng bất chấp người khác nhìn nàng thế nào, trong bụng đổ mồ hôi ròng ròng, xong coi như đã giải quyết được đại gia này rồi. Đoàn người trên cầu rốt cuộc thở phào, công gia trực tiếp hơn, lau mồ hôi căn dặn quản sự, đi lấy một cái thùng nhỏ lại đây, bắt cho tam thiếu ra mấy con cá, chọn màu đẹp vào. Khụ, dù sao cũng là cha ruột, ít nhiều gì cũng hiểu biết sở thích của hắn được một hai. Thế là cung ngốc nào đó ôm cái thùng gỗ nhỏ hí ha hí hửng đi tiếp. Xuyên qua hành lang, đi vào cánh cổng thứ hai, ập vào mặt là hơi ẩm, chính diện là một cái đầm. Hoa sen đã nở hết, mặt nước còn sót lại mấy lá sen lập lờ, còn có vài lá súng tròn tròn lờ lững trên mặt nước, bốn phía đầm trồng liễu rủ, gió nhẹ phất qua, nhành liễu sao động mặt nước, gợn lên từng vòng sáng nhạt. Yến Hồng nhìn bóng mình dập dờn theo gợn sóng, cảm thấy lòng chưa bao giờ được yên ổn như thế. Nhành liễu dài thật rũ xuống thành mái rèm thiên nhiên, mơ hồ có thể thấy đối diện đầm, nhà cửa trùng điệp thấp thoáng trong màu xanh, ắt hẳn là chỗ ở của chủ nhân rồi. Vợ chồng công gia sót con đi lâu quá liền sai quản sự dẫn người có liên quan đi viện chính nghỉ ngơi. Sắp xếp xong nghỉ ngơi một hồi, nha đầu quản sự thu xếp cho các chủ nhân ăn xong bữa tối, trời đã vào đêm. Yến Hồng thấy buổi tối Đông Phương manh ăn nhiều quá, sợ hắn bội thư xê, ăn xong liền kéo hắn đi dạo chung quanh trang, tiêu hóa thức ăn. Dạo tới dạo lui, dạo ra tới ngoài đồng bên ngoài sơn trang, nghe dế tấu lên từng khúc nhạc đêm, ếch nhái cũng không chịu tịch mịch thỉnh thoảng thể hiện cái giọng khàn đục của chúng, khiến cảnh sắc chung quanh càng thêm đẹp đẽ, tĩnh mịch ánh trăng mờ ảo, như nước rủ xuống, dọi trên những thửa ruộng ngô, đậu nành. Đặt mình vào khung cảnh đó, Yến Hồng nổi tính thi sĩ lên, buột miệng đọc một câu, hương đưa bông lúa nói phong niên, tiếng ếch kêu vang một phiến, 17. Tất cả đều rất hoàn mỹ, đương nhiên, nếu có thể bỏ qua mấy cái bóng đèn hộ vệ siêu cấp nhất quyết phải đi theo bảo vệ an toàn của hai người thì càng hoàn mỹ hơn yến hồng nhớ lúc ban ngày đi ngang chỗ này thấy gần đây có một cái đỉnh hóng mát hay ở chỗ trên nóc đỉnh toàn là dây nho lúc này đương mùa nho chín rộ yến hồng nhất thời thèm ăn liền kéo đông phương manh đang ngơ ngác nghe ếch kêu chuẩn bị đi hái nho nho kết thành từng chùm dài rất mọng dưới ánh trăng tỏa ra màu tím hiển nhiên đã chín rồi yến hồng đi vòng vòng bên dưới nước miếng cứ tứa ra uyển chuyển cự tuyệt thị vệ nhiệt tình muốn giúp đỡ kéo tay hắn leo lên bàn đá chính giữa đỉnh, vươn tay ngắt chùm nho múc míp nhất. Bứt một quả trước, chùi chùi trên áo, lột vỏ thảy vô miệng. Chu choa, à, ngọt tới nỗi muốn kêu mẹ ơi luôn, ngay cả hạt cũng nhỏ tới mức có thể cho qua, đồ ngon đồ ngon. Vội vàng bứt một quả nữa đút cho đông phương manh, thằng nhãi kia ngẩn ra quên cả nhai, ực một tiếng nuốt luôn vào bụng, yến hồng nhìn mà phát hoảng vất vả lắm mới dậy được hắn ăn nho phải nhai chứ không được nuốt trộm thằng nhãi này ăn nho lại không phun hạt hích may mà hạt nho nhỏ quá nuốt thì nuốt đi thấy hắn ngước lên hăm he nhìn tay nàng lòng yến hồng tràn trề nảy sinh hào khí muốn đút hắn ăn no vạch mấy cái lá thấy một chùm còn căng tròn hơn vội vàng vươn móng vút ra hái hơ cái gì mà mát mát lành lạnh sờ sờ chật còn có vải nữa nè định thần nhìn lại, đen đen, dài dài, Yến Hồng lập tức nổi gai ốc như điên. Ôi mẹ ơi, rắn! chương 19, Nho Đêm hôm khuya khoát, một tiếng thét chói tai, rắn. rung động tận tâm can, văng vẳng bên tai ba ngày. So với tiếng gà gáy nửa đêm càng điếc tai hơn, so với tiếng chuông dung giữa đêm càng thêm kinh khủng cũng như Yến Hồng chưa từng nghĩ tới tự mình hái nho sẽ giờ trúng rắn. Nhóm thị vệ cũng không ngờ tam thiếu phu nhân nhìn bề ngoài có vẻ bình thản hết mực thế kia tự dưng lại gào thét thảm thiết. Chẳng trách được bọn họ không làm ra phản ứng đầu tiên là xông lên đuổi rắn mà ngược lại, bị tiếng thét kia dọa cho đứng đờ ra tại chỗ. Thật tình, dùng mấy chữ sấm dậy đất bằng cũng không đủ để hình dung luôn. Mà Yến Hồng trong lúc thét lên đồng thời theo bản năng vươn năm ngón tay ra, tóm lấy con rắn vô tội kia ném đi. Sau đó hất tay chuồn cái vèo từ trên bàn đá xuống vọt ra ngoài đình, trốn khỏi hiện trường vụ án. Hết cách, nàng không sợ trời sợ đất, sợ mỗi sâu long với rắn thôi. Vỗ vỗ lồng ngực hoảng sợ quá mức, Yến Hồng vừa thở dốc vừa trột dạ quay đầu nhìn. Kết quả càng kinh khủng hơn. Đông phương tiểu ngốc còn ở trong đình, quan âm Bồ Tát ơi, Yến Hồng sợ đến rớt tim ra ngoài. Nhưng thật tình nàng không dám quay lại cái chỗ khủng bố đó, đành liều mạng nhảy nhót, ngoắc tay với tiểu ngốc, manh manh, manh manh, mau lại đây. Đồng phương manh cúi đầu nhìn xuống đất nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm xuống nhặt thứ gì đó lên, sau đó chậm gì gì quay sang nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh. Ôi trời tên ngốc này, lúc nào rồi mà còn đi nhặt nho nữa? Có thu giữ xuất hiện đó rắn cũng tính là thú dữ. Lại gọi mấy lần, thằng nhãi kia cuối cùng cũng chịu động đậy, ung dung đi ra khỏi đỉnh hóng mát. Yến Hồng thấy hắn rời khỏi cái nơi nguy hiểm quỷ quái kia mới dám sông lên, chuẩn bị nắm tay hắn chạy cho lẹ. Ai biết được con rắn kia bị nàng quăng đến chỗ nào? Lỡ còn ở gần đây thì làm sao? Dưới ánh trăng sáng ngời, chỉ thấy tay đông phương manh cầm một sợi dài dài. Dài dài, còn đang ngọ nguậy. Mẹ ơi, Đông Phương Manh này, nhặt nho không nhặt mà là một con rắn. Kết quả thị vệ vừa hoàn hồn lại bị ma âm thổng tai, hơn nữa lần này lực sát thương càng nặng hơn lần trước. U tai tập thể. Yến Hồng một bên nhớ nhác trốn, một bên hoa tay múa chân loạn xà ngầu với Đông Phương Manh. Manh manh, manh manh ngoan, rắn đó rất kinh khủng, mau ném nó đi. Cẩn thận nó cắn đó. Á! À, chàng đừng tới đây chạy tán loạn khóc không ra nước mắt manh manh ngoan không đùa được đâu mau vất nó đi mau ném đi mà nó sẽ cắn chàng mất yến hồng sợ tới mức tim muốn ngừng đập đành dọa dẫm hắn kết quả không thành công chỉ thấy đông phương manh to gan cầm đuôi con rắn mặc cho đầu rắn rũ xuống thành đường thẳng tung tăng đi tới chỗ nàng thấy nàng trốn tránh còn tưởng là nàng muốn chơi đùa với hắn Cười tít mắt, nhìn nàng trốn bên nào hắn liền chặn bên đó. Lúc này Yến Hồng thật sự thật sự hận chứng si ngốc của tiểu ngốc này, cái nên biết thì hắn chẳng biết gì. Có thể cầm rắn chơi đùa sao? Có thể lấy rắn ra đùa người khác như thế sao? Nếu không phải biết dành tâm tính đông phương manh, nàng cơ hồ cho rằng thằng nhãi này cố tình chỉnh nàng. Á, à, các ngươi, mau ném con rắn trong tay tam thiếu ra mau nó đang muốn cuốn lấy tay chàng kìa, mau lên mau lên. Rốt cuộc Yến Hồng sực nhớ ra bên cạnh còn có thị vệ, vội vội vàng vàng dục họ. Nhóm thị vệ giờ cũng phản ứng lại, chia làm ba hướng chuẩn bị bao vây đông phương manh, kết quả cái đó làm bọn họ cũng há hốc mồm. Hắn tưởng đây là cầm bi biểu diễn à? Yến Hồng đã bị một màn trước mắt làm cho hoàng hồn không biết mình đang nói gì rồi chỉ thấy tam công tử manh thiếu ra đông phương manh cầm đuôi rắn còn chưa đã ghiền, xem nó như dây từng vẩy tới vung lui, búng lên búng xuống, sau đó lại không học mà biết lắc lắc cổ tay, vặn vẹo cho nó xoay vòng vòng. Có lẽ nên nói hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong đời con rắn này. Đang ngủ ngon lành trong xó, tự dưng bị người ta sờ mông. Bị đùa bỡn nó cũng nhịn, dù gì nó đang rất mệt, ai ngờ mấy khắc sau bị ném đi một cách thô bạo văng mạnh lên cột đình, cuối cùng ngã hụt xuống đất không thể cục cửa. May mà nó không xương nhá, không thôi gãy xương là còn nhẹ đấy. Bé rắn nào đó bị yến hồng quăng đã hơi choáng váng, bị tiếng gào của nàng tỉnh táo lại, vừa nhìn bỗng phát hiện mình bị người ta nắm đuôi chúc ngược đầu xuống đất, vung vẩy trong tay. Rắn có thể nhịn chuyện gì nhưng chuyện này không nhịn được, xem nó có cắn cái người coi nó như dây thừng kia không cho biết vừa thè lưỡi muốn làm ký hiệu, bổn rắn đã đến chỗ này, trên người hắn, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, mặt trăng giống như cái bánh mọc chân ra, một hồi chạy qua chỗ này, một hồi chạy qua chỗ nọ. Ui, nó chóng mặt quá, ai tới cứu nó với? Yến Hồng đã hết chỗ nói rồi, các thị vệ khắc sâu cảm giác, giờ phút này tam thiếu gia không cần mình giúp. Hơn nữa đồng tình sâu sắc với con rắn đáng thương này. Cuối cùng khi con rắn sinh không gặp thời kia rốt cuộc cũng thoát được ma trường. Nó đã hoàn toàn mất phương hướng, không biết đường đi nơi nào. Bé rắn đáng thương vô tội xui xẻo vừa y ạch bò đi vừa thề trong lòng. Sau này ông không bao giờ tới cái chỗ rách nát này ngủ nữa. Oa, wow, ta muốn về nhà tìm mẹ khóc kể. Thực tế lần nữa chứng minh một chân lý, không biết, không sợ. Bị rắn ẩm ý một trận, Yến Hồng không còn tâm tình đâu mà tản bộ tiếp còn nho cũng không dám tự tay hái nữa thị vệ tốt bụng đi qua hái cho nàng mấy chùm nàng vừa nghĩ tới con rắn kia bỏ qua có khi còn dính nước miếng rắn là mất hết khẩu vị kết quả toàn bộ bị đông phương manh thâu tóm vào lòng vừa đi vừa ăn nàng nhìn mà rúng gió đành phải cướp lấy cầm tới bên giếng rửa sạch sẽ rồi mới giao cho hắn tốt xấu gì cũng đỡ lo hơn vì thế rốt cuộc nàng có thể chứng kiến tuyệt kỳ ăn nho không nhả vỏ ra làm sao cái tên này không sợ ăn nhiều quá ê răng à than thở người đơn thuần hạnh phúc ghê giận dỗi kéo đông phương manh đi về viện còn chưa vào cửa đã nghe tiếng một đống người ùn ùn đổ xô đến hích một đám người bày ra trận thế sẵn sàng đón địch thế này áp lực của nàng lớn lắm hồng nhi sao rồi có phải gặp thú hoang không mau lại đây cho mẹ xem có bị thương không lão phu nhân không chờ phân bua một tay kéo đông phương manh một tay kéo yến hồng quan sát cẩn thận một lượt phớt lờ giọng nói yếu ớt năm lần bảy lượt tỏ vẻ không có chuyện gì của yến hồng đến khi không phát hiện vết thương mới thôi tiểu thư vừa rồi nghe tiếng người hét lớn lắm bọn muội sợ muốn chết luôn chỗ này có thú dữ thật à khả nhân sợ sệt tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé yến hồng mếu thú giữ á khụ không biết con rắn đó có được tính không quản gia nói chỗ này kể cận ngũ phong lĩnh thỉnh thoảng sẽ có thú giữ lẻn vào trang trộm gà vịt còn có gấu thỉnh thoảng chui vào trộm bắp ngô nữa hồng nhi sau này buổi tối tốt nhất không nên ra khỏi trang nữa đi dạo trong sân là được rồi công gia thở phào hiền từ dặn dò yến hồng nhủ thầm khủng khiếp như thế một lần là đủ rồi nàng cũng không muốn có lần hai ngoài miệng liên tục vâng dạ bấy giờ công gia mới quay sang hỏi thị vệ đi cùng chuyện gì thế một thị vệ tiến lên bẩm báo bẩm công gia chỗ giàn nho gặp phải rắn vừa nghe chữ rắn tất cả phái nữ có mặt ở đó đều run lên lão phu nhân càng khoa trương hơn kéo đông phương manh vào lòng khẩn trương hỏi manh nhi ngoan có bị cắn không con bà sốt ruột quá quên phát mình vừa mới kiểm tra kỹ lưỡng một vòng đồng phương manh không quen được với cái kiểu đột nhiên bùng phát thân mật thế này cho dù người này là mẫu thân của hắn hắn ra sức giằng ra công gia thấy thế vội vàng kéo lão phu nhân phu nhân đừng nóng manh nhi không sao mà nếu không thị vệ đã bẩm báo rồi yến hồng cũng vội vàng an ủi lão phu nhân mẹ người đừng lo tướng công không có việc gì hết Đông Phương Manh thấy lão phu nhân bị công gia tách ra, vội vàng giang hai tay ra, nhích qua bên cạnh Yến Hồng, không chịu nhìn mẫu thân mình nữa. Yến Hồng đành nhéo nhéo tay hắn, lặng lẽ dỗ dành hắn một chút. Lão phu nhân cũng nhất thời hoảng hốt, giờ được hai người khuyên cũng bình tĩnh lại. Chỉ là ngày thường tuy con không chủ động gần gũi bà nhưng chưa từng đối chọi thế này, không khỏi lo lắng, không phải manh nhi bị hù dọa đấy chứ. Lão công gia vừa nghe cũng giật mình, hai mắt lập tức nhìn chằm chằm Yến Hồng. Yến Hồng vội vã lắc đầu phủ nhận, rủ thầm, nếu hai cụ mà thấy tình cảnh con hai cụ xoay rắn như xoay bánh xe phong hòa, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Người chân chính hoàng sợ từ thân thể đến tâm linh là nàng cơ. Chờ đoàn người rồng rắn quay về viện, đông phương manh không chờ ngồi xuống, tiếp tục công cuộc ăn nho không nhả vỏ, khụ, hạt hắn cũng không nhả, Yến Hồng thấy thế, người lớn đều đang nhìn hắn lom lom kìa, một mình hắn độc chiếm đồ ăn không hay tí nào, huống chi còn có các thị vệ, mạo hiểm tính mạng, hái xuống, cũng không biết khao thưởng công thần gì cả. Thế là mai phục bên cạnh hắn một hồi, tỉnh bơ thò ngón tay thon ra định thừa dịp hắn không chú ý len lén trộm một hai chùm ra hiếu kính cha mẹ chồng. Kết quả bình thường cái kẻ ngơ ngẩn suốt ngày kia, trên phương diện đối đãi với đồ ăn hắn yêu thích tinh danh hơn bất cứ ai, mắt không rời khỏi nho trong lòng lấy một chốc. Sau đó che ôm trong lòng ăn không thuận tiện, còn rất thông minh thả nho vô vạt áo, cũng không sợ ướt đồ. Yến Hồng muốn rượu thủ không không, 18, một bận cũng không sao xuống tay được, trong lòng cực kỳ ấm ức. Có lẽ là ánh mắt nàng nhìn đông phương manh quá nóng bỏng, hắn mẹo đầu lạ lùng nhìn nàng một cái, nàng xấu hổ cười cười khóe môi giật giật. Hắn lại cúi đầu nhìn bảy tám chùm nho nằm trong vạt áo, suy nghĩ một chút, rộng rãi cầm một chùm đưa cho Yến Hồng, đắc ý mím môi, đôi mắt long lanh lại tái xuất giang hồ. Yến Hồng mừng rỡ, tóm lại thằng nhãi này còn không quá ích kỷ, biết chia sẻ với nàng. Thế là vội vã dâng lên hiếu kính hai cụ. Quay đầu, hơ, sao hắn lại mất hứng rồi? Mặt sưng như bánh bao. Ừ biểu tình mới khai phá, đáng biểu dương. Đầu óc mờ mịt quay lại chỗ ngồi, thấy hắn giận dỗi đưa một chùm khác sang. Yến Hồng nghĩ, chẳng lẽ hắn thấy nàng không ăn mà đưa cho người khác nên tức giận. Không ngờ hắn còn biết đau lòng cho nàng nha. Yến Hồng hí hửng bứt một trái thải vô miệng, không quên tặng cho hắn một làn thu ba dịu dàng. Ai rẻ hắn trơ mắt nhìn nàng thảy nho vô miệng, ngược lại càng tức giận hơn vươn tay cướp lại chùm nho trong tay nàng về, sau đó lại nhét vô tay nàng lần nữa. Lần này đến vợ chồng công gia cũng không hiểu rốt cuộc con mình muốn làm gì, đua nhau nhìn hắn chằm chằm, mắt cũng không chớp. Từ ánh mắt bất mãn của hắn, Yến Hồng Bi vẫn lĩnh ngộ thâm ý của hắn, hóa ra hắn muốn nàng bứt nho lột vỏ cho hắn ăn kia. Hứ, sớm biết vậy hồi nãy ở trong đình không chiều hắn làm chi. Yến Hồng rơi lệ đầy mặt đảm đương nhiệm vụ công nhân lột nho. Cuối cùng vợ chồng công gia cũng hiểu ra, đối với hành vi của con trai, hai người không còn gì để nói, chỉ có thể phun trà bày tỏ sự ngưỡng mộ. Thông qua mạng lưới tình báo ở đâu cũng có của gia nhân, nghe ngóng được tin tức hồi báo, hiểu biết về đông phương manh của mọi người lại bay lên một trình độ mới. Xưa nay, cô gia đại nhân đông phương manh trong lòng nhóm nha đầu chỉ cao hơn khúc gỗ một tí ti lập tức chen vào hàng ngũ anh hùng bắt rắn, ngang hàng với Pháp Hải. Khủ, lúc năm đóa kim hoa còn nhỏ, đã bị bạn hồng nhà ta phổ cập giáo dục, lịch sử có một tay bắt rắn thiện nghệ nổi danh, tên là Pháp Hải, về sau thành một đại cao tăng, chuyên đi bắt rắn. chương 20, Chơi núi Đã đến Sơn Trang Kề bên lại có ngũ phong lĩnh được xưng là Sơn Trung Khuê Tú, 19, đời nào Yến Hồng bỏ qua cơ hội du ngoạn mùa thu, gần gũi với thiên nhiên một chút được. Thế là, dưới sự cổ động của Yến Hồng, công gia phu nhân cũng có hứng thú đi chơi, người hầu thu dọn một hồi liền rồng rắn lên núi đạp thu. Di Lăng là vùng thung lũng, bốn mùa ấm áp như xuân, khí hậu dễ chịu. Tháng 10 trên ngũ phong lĩnh, trăm hoa còn chưa nở hết, lá phong nhuộm xương đỏ rực, Đủ loại trái cây lạ lùng treo trên đầu, tô điểm cho núi biếc sừng sững cực kỳ đẹp đẽ. Đủ loại hoa dại từ từ nở rộ khắp nơi, đưa mắt nhìn, không như thảm cỏ tuyền một màu xanh biếc trước sơn trang, ở đây càng giống một thảm hoa lớn muôn màu muôn sắc hơn. Đông Phương Manh nhìn không đảo mắt. Yến Hồng âm thầm hối hận, biết sớm thế này đã mang bản vẽ theo. Tiểu ngốc có thiên phú hội họa đâu chỉ một hai. Đợi đi vào trong rừng, Yến Hồng mới phát hiện đây là một khoảnh rừng thông đỏ thiên nhiên. Tán thông tỏa ra mùi thơm mát, xen giữa các cây thông là các bụi cây dại, trên đó mọc đủ loại quả mọng đầy màu sắc, cũng có nhiều quả dại nhỏ màu đỏ nhìn giống như dâu tây, còn có lý chua màu tím đen và nho núi. Kiếp trước kiếp này Yến Hồng đều là kẻ mù thực vật, đa phần cây cỏ nàng đều không biết tên. May mà quản gia đi cùng hàng năm đều vào núi hái quả dại đưa về phủ, rất quen mấy loại quả này, cái nào ăn được cái nào có độc đều giành rẽ dưới sự chỉ dẫn của quản gia yến hồng liền dẫn đông phương manh và mấy nha đầu hái trái vui quên trời đất mấy nha đầu tuổi còn nhỏ như tập nhân vui phát rồ phùng má nhai quả tay hái không ngừng miệng bị nhuộm thành màu đỏ cũng mặc kệ người nào người nấy đều gật gù ngon ngon quá còn không quên hái trái tới biếu cho mấy vị lão gia yến hồng dắt đông phương manh vừa học vừa dạy hắn làm cách nào mới hái được trái vừa to vừa ăn ngon thằng nhãi này cứ bứt cả lá một cái cây non khỏe mạnh bị hắn làm hại gãy hết cả cành yến hồng cảm khái đời trước phá hoại thiên nhiên khó xây dựng lại được càng thêm nhẫn nại dạy hắn tránh hắn gây họa cho thực vật không nói còn làm đôi tay trắng nõn nà bị thương đông phương manh hái quả rất hào hứng vì thế mọi người liền tìm một chỗ trống trải dựng trại để hắn chơi cho đã tiểu ngốc này bận bịu tới nỗi không có thời gian để ý đến yến hồng một mình chìm đắm trong niềm vui gặt hái quần áo đã bị nước quà đủ màu dính bê bết không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa hắn cứ thích dùng vạt áo của mình làm giỏ đựng trái cây yến hồng nhắm mắt theo đôi đằng sau hắn sợ hắn đi một mình không cẩn thận lạc khỏi đoàn người người tuy đông nhưng dù sao cũng là rừng sâu núi thẳm lạc đường thì phiền lắm đang bận rộn mắt thấy ngón tay thon dài sắp vươn tới một chùm trái đỏ rực, bỗng nhiên có thứ gì đó từ trên trời rớt xuống cái bốp trên đỉnh đầu đông phương manh. Thằng nhãi này phản ứng cũng hết sức kỳ diệu, rụt cổ lại, mắt nhìn chằm chằm trái đỏ kia nửa ngày không buông, cứ như sợ nó chạy mất, nửa ngày mới gì gì ngẩng đầu lên, nhìn xem cái thứ quái lạ rớt xuống từ đâu, một tay túm vạt áo, một tay ngu ngơ gãi đầu. Yến Hồng một bên cười trộm, một bên nhìn trái thông rớt trên đất, sau đó nương theo tầm nhìn của tiểu ngốc lên cao dần. Trên ngọn cây thông cao vút, một con sóc xám nhỏ đang ngồi, đôi mắt đen tròn nhìn hai người một cách gian trá, hai chân trước còn quắp một trái thông. Chắc bé nhóc này đánh lén đông phương manh đây. Đối với những động vật nhỏ sinh thế này, sức đề kháng của Yến Hồng kém nhất, cơ hồ là vừa gặp đã ưa. Ngược lại, đông phương manh cứ như bị người ta điểm huyệt, nhìn nó chòng chọc, chọc nửa ngày không nhúc nhích yến hồng kinh ngạc tiểu ngốc linh động từ lúc nào say mê hứng thú với những thứ có màu sắc không rực rỡ thế này hắn từ từ ngồi xổm xuống nhặt trái thông trên đất lên hồn nhiên không biết trái cây hắn hái trước đó đã rớt xuống đất quá nửa yến hồng hết cách đành ra dấu cho bọn tập nhân đưa giỏ cho nàng sau đó nhặt toàn bộ kho tàng của người nào đó lên nhặt sau ngẩng đầu nhìn đồng phương manh vươn cánh tay thẳng tắp giơ lên cao cho con sóc trên cây thông hình như muốn tặng nó cho nhóc con kia nhưng kiểu gì thì con sóc nhỏ này cũng không hiểu tính người không hiểu ý hắn ngược lại cho rằng hắn muốn đuổi mình nhảy nhót lên xuống vài cái liền không thấy bóng đâu còn lại hắn ngơ ngác giơ quả thông trong tay lên ngây ngốc nhìn hướng nó biến mất cố chấp không chịu thả tay xuống yến hồng thấy thế sợ hắn buồn vội vàng nói với hắn manh manh, hồng hồng thích cái này. Cho hồng hồng được không? Đông Phương manh đắn đo nửa ngày, lại nghiêng đầu nhìn chạc cây chỗ con sóc đứng ban nãy, mới đưa quả thông cho nàng, Ngẹo đầu nhìn động tác của nàng chằm chằm. Yến Hồng đập trái thông lên thân cây bên cạnh mấy cái, có mấy hạt thông căng mẩy rớt vô lòng bàn tay, hạt nào hạt nấy căng tròn. Yến Hồng bỏ một hạt vào miệng, mùi thơm sộc thẳng lên mũi. Nhấm nháp, béo mà không ấy, răng miệng thơm ngát quả thật là món ngon và lại nghe nói hạt thông có giá trị dinh dưỡng rất cao yến hồng nghĩ một lát sai người thu gom một ít quay về giang lên cho tiểu ngốc ăn bổ óc tập nhân mừng rỡ hạt thông kìa tiểu thư hạt thông giang lên ăn ngon lắm yến hồng gật đầu thấy tiểu ngốc vẫn nhìn nàng chằm chằm nàng vui vẻ bốc vài hạt đút cho hắn tiện tay quẳng cho tập nhân mấy hạt ăn chơi thấy ánh mắt Đông Phương Manh có vẻ không vui, vội vàng xòe tay ra cho hắn xem, còn mà còn mà, của Manh Manh hết. Tập nhân thè lưỡi, chạy đi nhặt thông. Đông Phương Manh nhai một chút, nhè răng, vẻ mặt vặn vẹo. Yến Hồng nhìn là muốn cười, thằng nhãi này căn bản không biết trái giải rất chua, tuy ăn thì có vẻ ngọt nhưng càng ăn nhiều càng ê răng. Giờ mới biết chua ha? Xem hắn còn dám ăn nhiều thế nữa không? buồn cười đi lại giúp hắn xoa xoa quay hàm, thấy hắn nhìn trái thông trong tay nàng chớp chớp mắt khó hiểu liền cảm thấy hắn đáng yêu chết được. Ông mật kêu vo vo, bươm bướm bay lượn trên bụi cây. Chim chóc díu rít mở tiệc trà, thỉnh thoảng có mấy cái đầu nho nhỏ thò ra khỏi tổ tò mò nhìn mấy người họ, bị chim bố chim mẹ mổ cho một cái lại rụt đầu về, đáng yêu vô cùng. Yến Hồng dắt Đông Phương manh đi dạo trong rừng, chân thực cảm nhận sức sống bừng bừng của thiên nhiên. quá khứ nàng chưa từng thể nghiệm điều này yên ổn một cách thuần túy. không tới một lát bọn tập nhân đã nhặt được một giò thông lớn, mấy nha đầu khệ nệ khiêng bỏ lên xe ngựa. may mà kinh nghiệm vào núi của quản gia đủ mười phần, đã chuẩn bị sẵn đủ loại vật dụng, yến hồng và mọi người đi chơi cũng không bị trói tay trói chân. hai vợ chồng công gia phu nhân giàu sao tuổi tác cũng lớn. Đi một hồi lại nghỉ một chập. Yến Hồng như thường lệ dẫn Đông Phương Manh đi vòng vòng chung quanh. Yến Hồng ngẩng đầu nhìn tổ chim bằng rơm có vẻ trơn láng mềm mềm trên ngọn cây, mắt cứ hướng lên đó. Chả biết trong đó có trứng chim hay không đây. Thoáng nghĩ, quay sang nhìn thị vệ với ánh mắt nỏng bỏng. Một thị vệ rốt cuộc không chống cự được, phi thân nhảy lên cây, vạch lá tìm kiếm, đúng là móc ra cho nàng được mấy quả trứng chim. Tam thiếu phu nhân, mùi vị trứng chim này ngon lắm, thơm hơn trứng gà." Quản sự Tiểu Lâm đi theo nói, vừa đi vừa vạch lùng cây, bất ngờ nhìn thấy rất nhiều tổ chim, làm chim chóc trong núi bay tán loạn, nhất thời tiếng kêu bốn phía, giống như đang mắng bọn họ quấy nhiễu gia đình yên ổn của chúng. "Ấy, chúng ta không nên tùy tiện sát sinh thì hơn." Yến Hồng cũng ngượng không nói thẳng nàng lấy trứng chim là muốn xem có thể ấp ra chim non không đành xấu hổ kiếm cớ. Từ đó có thể thấy cuộc sống của bạn Hồng trôi qua không có mục tiêu. Thấy Lâm quản sự bày ra vẻ mặt nịnh hót, thiếu phu nhân quả nhiên lòng dạ từ bi, mặt Yến Hồng không khỏi co giật một hồi. Lao mồ hôi trên mặt cho Đông Phương Manh, nói sao thì thằng nhãi này cũng sẽ đổ mồ hôi. Cơn ghen tức với thể chất đông ấm hạ mát của Yến Hồng dành cho Đông Phương Manh rốt cuộc cũng tìm được chỗ cân bằng ngoảnh đầu hỏi lâm quản sự lâm quản sự có mang theo nước không nàng lo đông phương manh khát thằng nhãi này có khô cổ cũng không chủ động nói huống chi đến giờ hắn vẫn sống chết không chịu mở miệng nàng còn đỡ còn có thể giao lưu với hắn công gia phu nhân thiếu chút nghẹn chết lâm quản sự vội vàng dâng một túi nước to yến hồng kéo đông phương manh ngồi xuống cỏ đưa nước cho hắn uống lâm quản sự thấy yến hồng tỉ mỉ như thế không khỏi cảm thán thiếu phu nhân đúng là chu đáo tam thiếu ra cưới được ngài thật có phúc yến hồng cười cười đút đông phương manh xong cũng tự hớp mấy ngụm ngạc nhiên hỏi nước này ở đâu ra khá ngọt mát lâm quản sự cười nói nước suối trong rừng rất mát trước mặt có nguồn nước nếu tam thiếu phu nhân không chê đợi tiểu nhân đi lấy ít nước suối lại đây ngày thường uống nước pha trà rất ngon miệng yến hồng nhìn đông phương manh có vẻ uể oải lại nhìn vợ chồng công gia đang cảm thán trước những gốc tùng cổ thụ muôn hình vạn trạng đằng xa bèn nói cùng đi xem thử đi chơi núi sao thiếu nghịch nước được thế là sai người xin ý cha mẹ một bận yến hồng liền dẫn đông phương manh và hai thị vệ theo lâm quản sự đi sâu vào trong rừng đi không tới một lát phía trước rộng rãi thoáng đãng hẳn ra. Một con suối nhỏ quanh có uốn khúc đổ từ trên cao xuống, xuyên qua rừng, khe suối hẹp, thị vệ chỉ cần nhảy một cái là băng qua được. Có điều nhìn có vẻ không cạn, nước suối trong vắt thấy đáy, có thể nhìn thấy rong rêu đung đưa, cá con trắng bạc lượn lờ không ngớt. Nước chúng ta vừa uống là chỗ này hả? Yến Hồng không khỏi lo bò trắng răng, lỡ nuốt cá con vào bụng luôn thì chơi hơi bị lớn à nha không nhịn được liếc đông phương manh đang ngồi trồm hổm quan sát cá bơi. Ha ha, thiếu phu nhân không cần lo lắng. Nước suối trong núi đều chảy từ trên cao xuống. Mỗi lần chúng tiểu nhân vào núi đều uống nước này, đây là nước dòng, uống không đau bụng đâu, thiếu phu nhân chỉ cần chú ý đồ ăn là được. Có vẻ như lâm quản sự nhìn ra được yến hồng rối rắm cái gì, cười nói, còn ngồi xổm xuống vốc một vốc nước lên uống, hàm dâu dính bọt nước trong suốt. Yến Hồng hơi ngượng, cũng bắt chước vốc nước uống, so với nước trong túi ban nãy càng mát mẻ ngọt lành hơn. Liền vốc thêm một vốc, đưa tới trước mặt đông phương manh, cười nói, nào, manh manh, uống mấy ngụm nước suối chính cống hạ nhiệt nào. Cũng mặc kệ hắn có hiểu hay không, trực tiếp kề tới miệng hắn. Tật xấu của đông phương manh lại phát tác rồi, trực tiếp thè cái lưỡi hồng hồng ra liếm một hồi, liếm cho Yến Hồng ngơ ngứa, nhịn không được muốn phì cười thế là cả vốc nước hắt hết lên vạt áo đông phương manh đông phương manh thấy nàng cười ngơ ngác rồi cười theo hai người cứ như ăn được cái gì vui vẻ lắm một người cười khanh khách một người cười ngu ngơ không ra tiếng bóng cây sặc sỡ và nước suối trong mát hắt bóng lên hai người bức tranh này nhìn hài hòa vô kể phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn